cái giống lâu, cái giống người này này, giống người này thích một cái này là mình cho ăn thoải mái, không bao giờ bị bồn quả như người trước, không bao giờ bị bồn, và chất lượng quả nó rất là đồng đều, từ quả to quả nhỏ quả vừa nó đều như nhau, nên cái hướng để xuất khẩu được trong tương lai rất là lớn, bởi vì xuất khẩu là cái chất lượng đòi hỏi phải đồng đều, nhưng chất ăn của nó có được như diễn, nó hơn nhiều diễn chứ, ngọt hơn, ngọt hơn nhiều cái diễn hôm nay cháu cho ăn, nhưng mà đến tháng 9 thì mới biết được, tháng 9 tai nạn mới biết được, và vẫn để được như diễn, vẫn để dành thời gian, diễn. Sao mà thời gian dài, hết rồi, nên là nó ra quả, ra quả này, cây này mấy trăm quả, khi đưa vào bao trái vào, phải nói là vàng hết tất cây này, cao thế này làm sao mà đẹp đẹp này, cây này là cây mới có. Đấy, ông ấy đang khen cái gì đẹp. Thấy chưa, mới có bó năm đầu tiên mà nó như thế này. Quả này bây giờ đã bao trái được chưa, để to hơn nữa? To hơn thế. To như là, ví dụ như quả này này. Chị cầm em cái túi bao trái, em hướng dẫn luôn. Đây, 6 quả nhé. Chị thầy cắt vào quả này, cắt vào quả này. Vâng. Thầy để 4 quả to này. Đấy, thầy lùa cái mũi kéo vào là thầy cắt bỏ. Chùm đấy là cả quả này nữa. Đấy, cắt vào quả nhỏ đấy. Đấy, xong để 4 quả đấy. Vâng. Thì khi bao trái 4 quả đấy mới gọi là khó bao, không cần lận nó gãy. Còn đây này kể cả một quả nhưng mà nó vẹo là vẹo mình đấy, vâng. Con còn chưa cắt mà đã vẹo cú này. Để không để được, nó rụng mất. Đây hẳn 4 quả một chùm kia được hả anh? Được, nhưng cái quả này nó còi thôi. Quả này đi, quả này nó kệ. Còn đây thì 3 quả này là 3 quả. Mình để nguyên đến lúc thu được luôn hả anh? Vâng. Không, đến tầm tháng 10 là mình phải bỏ túi ra. Không, tức là để nguyên quả, tầm đấy quả trên một chùm. Bao này là mưa gió là bão đỡ rụng nhỉ? Đúng rồi, nó kết nối cùng với cái cành ở trên đây này, cho nên là nó ít rụng hơn. Cái này ví dụ buổi diễn chị này, 4 quả nó rất là đều này. Đấy, 4 quả rất là đều. Chỉ diễn này không được như thế. Cành này có phải cành trồi mình vừa đang trồi. Cắt thì cắt sát thôi ạ. Đây là cái con diệp sát này này. Chính là cái, sau này nó sẽ chui vào túi bao trái và nó chích hút này. Bây giờ thì nó đang thời gian trưởng thành, chuẩn bị nó để trứng. Thì cái này, con này nó phát triển được, nó cho con kiến, nó mang lây truyền đi. Thì nếu mà đánh hết kiến thì nó sẽ không sai không kỳ ơi. Sai nhỉ? Đánh sai nhỉ? Nó ra 2 đợt thôi ạ. Bây giờ quả to rồi, nó có quả nhỏ mới ra. Đấy. Đấy bây giờ để cây xay đúng hướng đây. Có cho thêm phân nữa không ạ? À, có nhưng tí nữa thầy. Đấy nấp vào như thế. Vì trồng nổi này nay mai thầy còn tôn thân đấy, sân lên. Bây giờ một người lấy cho một xô nước tưới vào. Cho một đội đi xách nước. Có cái xô đỏ. Lại đi ấy một lấy nữa. Một xe đất nữa thôi. Thôi không cần phải lấy. Một số thôi. Đấy, đây là sẽ được bón lót bằng phân đáp humic của công ty xuất nhập khẩu Vinacam. Cái phân này là có đắt không anh? Phân này một bao 50 cân là 650. Nhưng không đắt. Bón lót với lại bón thúc cây rất là tốt. Cái phân này có nhanh tan không? Tan ngay mà. Ẩm đất thì 1-2 ngày tan ra đất ngay. Đấy, thầy tưới vào gốc luôn một xô đấy thầy ạ. Thầy tưới trồng cây luôn. Mai này con xuống không biết đâu rồi, con lại được ăn bưởi con không, giống được không? Chắc chắn rồi, bao giờ ra quả ăn ạ. Đấy, như thế xong thì ít nữa là đóng vào cái cọc. Đấy, như thế thì nó không nắc. Xong thì vén thêm đất vào trong. Xong dẫm chân chặt nó lại. Vài ngày thầy lại tưới cho một lần. Ngày nào có tưới cũng được không ạ? À, không cần đâu thầy ạ. Cứ ẩm đất. Phủ rơm lên trên cũng được không ạ? Được. Phủ rơm hoặc bèo. Nếu mà có bèo ở đây, nó có bèo ở mương thì cho bèo tây vào càng tốt. Đây là Hà Bình Non đang trồng bưởi tại chùa Niu Ni, thôn Cổ Hoàng, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Phân gà thì không? Mình cho ở trên mặt này xong rồi phủ cái đầu tây lên thế.
cho cái phân đắp mít này, kể cả phải cho nó quanh đây dễ dễ nó ăn ở tầng trên, mình dí xuống xuống phần đất bên mình này, nó ra ăn ngay không sợ sót mà. Cái này nó là cái hàm lượng là cả phân nâng nhiều ấy, không sót. Sao ở dưới vườn thì bón NPK nó lâu tan lắm. Ôi thầy ơi, NPK mà thầy không bón vi sinh cơ vào thì làm sao tan hết. Hôm qua mới bón. Hôm qua mới bón thêm hữu cơ. Bởi vì thầy không bón những một năm nó vẫn không tan đâu thầy. Dạ. Tôi có biết đâu, xem clip của chúng mới biết. Hôm qua mới bón. Đây là con cho, là cho đây là nó ăn ăn của để dành ấy thầy. Sau này nó mới lên đây nó ăn này. Cái này thầy còn sau này thầy còn đập vào cái bục này sẽ, thầy cho thêm đất lên ấy. Tưới được chưa anh? Được rồi. Bây giờ cho luôn cái đất đi. Tưới đi. Nhẹ nhàng cơ. Ở đây thì nó nhiều nắng gió, phải để ý được đấy. Thì tưới nó. Xong rồi có cái tay đấy. Cứ thẳng vào đây thầy ạ. Đấy, cái càng tốt. Đấy, nó nào rồi. Thì ra sau tí thầy mời anh ra đằng bưởi nhỏ ấy. Dạ vâng, có chứ. Lá này là gió mà nó không nắc. Đấy, con cho thầy tự bụi. Thầy bụi chặt là thế. Hôm nay Hà Bình Ngon sẽ hướng dẫn một quy trình trồng một cái bưởi. Đây là trên đất thó pha xét, đất xét thì quay theo hướng đi, quay xoay thêm về hướng tay phải đi, tay phải xoay theo hướng tay phải rồi, ok thôi, được rồi. Đấy, hướng mặt trời này ngọc đằng đấy, cho thẳng cây nó một tí, kéo về đằng người đấy một tí cho nó thẳng, không cho thẳng kéo về đằng người đấy, thế rồi. Bây giờ sẽ cho phân rải xung quanh, cho đất đi đã, cho đất, cho cái chỗ đất đấy xuống 2/3 bầu, rồi rải đều 2/3 bầu đi, xong dí chặt vào, dí chặt 2/3 bầu đấy. Đấy, xong thì cho khoảng 2 vốc phân xung quanh, 2 vốc à, cho nhiều hơn thêm à, cho thêm. Đấy là phân bón nót đáp humic của công ty Vinacam à. Rồi, thế xong thì bây giờ là cho đất nấp vào, xong thì phủ lên những cái cây cỏ hoặc cây bèo tây, cây dơm. Cho được, cho luôn cái đất đấy vào. Và ở dưới đây Hà Bùi Ngon vừa mới đổ xuống nước trước khi cho bầu xuống hố, là đã đổ nước để giữ ẩm cho cây, xong vài ngày sau thì mới phải tưới một lần. Đấy, bây giờ nấp đất vào, nấp đất nhỏ vào.